Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu Già đây. Mình nghe nói là bản cập nhật 2.8 này sẽ đưa cây format vô hầm thính mọi người ơi. Còn cây AUG sẽ đưa ra ngoài, không biết nó như thế nào nha mọi người. Trước mắt cần clear khu này trước, xong mình kiếm format mình bắn cho mọi người xem nha. Ok, get vô. Gà cái, hai thanh niên nè mọi người ơi, ngon lành. Dưới nhà mà chỉ con người mọi người. Từ từ. Trời ơi, nó bắn nhức não luôn rồi. Đây rồi, có format mọi người, lại xíu nha. Ôi, để tôi. Úi trời, bạn không cho tôi cái ớt bạn à, không cho tôi cái ớt mạng nè bạn ơi, tới không kịp bạn rồi. Mình không biết cái format này như mọi người sẽ đánh giá như thế nào, chứ mình thấy nó rất là yếu luôn nha mọi người, bắn rất là sao luôn á. Mình không thích bắn cái này nha, theo quan điểm của mình thôi nha. Còn mà lúc nó đưa vô hầm thính như thế nào mình không biết nha mọi người, không biết nó được búp sức mạnh không mà nó đưa vô hầm thính nha. Mình nghĩ nếu mà đưa vô hầm thính là nên búp sức mạnh thì cây này mới ngon nha. Trong phòng là có người nè, vô luôn. Cầm để bớt nè bạn ơi, gạt lẹ chứ để bị gớt mọi người ạ. Thử dưới tháp nó bắn lên kìa. Trời ơi, đông lắm, đông luôn. Thấy cái AUG chắc đưa ra ngoài chắc bị giảm sức mạnh mọi người. Mình nghe nói cái AUG nếu mà đưa ra ngoài sẽ bị giảm một đam hay gì đó. Còn cái format này mình nghĩ nếu mà đưa vô hầm thính này sẽ tăng đam cho nó chứ. Táp nó hơi sai xa mọi người, táp nó sida lắm. Cái format này táp xa nó sida phải liền luôn. Mà sấy xa nó giật thôi rồi luôn. Mình nghĩ là sẽ tăng độ ổn định lên cho cây format này, với tăng một chút đam cho cây này là ổn định ngon rồi ạ. Mình thấy tốc độ đạn nó ra là ok đó. Ồ, có thấy gì gần mình đây mọi người, chờ xíu nha. Có người gần mình là mình nấp một thằng dưới tháp mà mình nên kệ nó mọi người, dưới đó đông quá mình không xuống được nha. Có thằng gần đây nè, chạy đâu vậy fan. Ghê quá. Ui, đang ngó dưới kia mà làm gì can. Vô nhà chắc ăn mọi người. Nếu mọi người hay cho mình xin một like, mình ký kênh mọi người, có mọi người rất nhiều ạ. Làm nước máu đầy đủ rồi tính tiếp nha mọi người ơi. Những còn đông lắm. Tháp nó bắn quá chị bắn luôn người à. Ủa ngoài đây có ai này, Cờ ếch là nghề của tôi. Gì chứ cờ ếch lẹ lắm người. Người thấy cái pha mát nó táp không? Táp đạn nó giật. Đạn nó ra rất là khó chịu luôn. Táp xa nói như hơi bích gơ, táp xa sida lắm người ơi. AUG tấp xa là khỏi bàn rồi, sấy không giật luôn. Ủa đây có ai nè. Ủa gì vậy? Ủa trời, cái hòm mình tưởng thằng nào nằm ở đó mùi à. Lú thiệt sự chứ. Ủa sao luôn mình có ai bắn nè. Ủa đây luôn. Để tôi một thằng. Hai thằng. còn nào nữa. Ủa định ghét mạng tôi hả, chạy ra đây. Ok. Chạy ra đây nè bạn. Ui cái pen luôn. Đó là mùi, gạt luôn. Thanh niên là người nào nguyên trốn sau gốc cây rồi, ra đây cho tôi gạt lẹ đây bạn ơi. Để mình qua mình lấy cái cam mê mình chưởng nó, lâu quá mình không chưởng nó luôn á. Núp sau gốc cây để mình chưởng nó nha. Ủa nó bỏ ra kìa, nó bỏ ra gạt luôn. Gạt cái tính tiếp người, chưởng chưởng bị cái ớt nữa là lỏ luôn á. Cái gì chứ mình ưu tiên mình gạt trước người chứ, màu mè đứng chưởng chưởng bị cái ớt cái lỏ luôn. Có đi chừng nào mọi người, có đi chừng dưới nè. Có nào định công qua bên đây hay gì vậy? Ốp lựu đạn bên đây, mình nghe tiếng chân qua đây nè người à. Xác định bay rồi. Thêm trái nè người ơi. Ui, không chết kìa. Ui, nó chọn bơm lóc ai kìa người ơi. Ui, di chuyển nè. Ui, hai thằng không qua đâu, không qua tháp. Ui, yếu nè. Trời, hết đạn người à. Qua đây, có chiếc bơm rồi, xong, chỗ này lựu đạn người. Ui, nó không qua tháp quá trời luôn kìa. Để mình, chờ xíu, lựu đạn nè mọi người. Ui, đây có thằng chạy qua nè. Chạy qua nè. Gạt luôn, hình như mình chọi trong mây nóc thằng người. Vô luôn, có la liếm được không? Đây, một thằng, còn nào nữa, cho tôi la liếm đi. Còn ai không? Ui hết rồi người ơi. Ui, nguyên ba cái hầm sát ở đây luôn nè. Đi săn thôi người ơi, 11 kill rồi. Ô, có tiếng bút gì không ta? À, bên đây, gọi. Ui, trời, né ghê đấy, dí luôn mọi người ơi. Xong, xác định thanh niên này rồi, xác định rồi. Ôi, ba xe, rồi, xong. Ý trời rồi. Nói gì á? Lụm bạn luôn chứ nói gì đấy. Nào bọn trên kia mọi người. Ồ chà, bọn trên kia có xác nè. Chắc có người, có mấy cái hầm xác kìa. Ủa có người chạy qua đường, từ, tấp vô. Bình tĩnh. Có tiếng chân bên phải nè mọi người. Từ, lập bên đầu hầm cái. Bắt hầm bên phải chứ mọi người, mới nghe tiếng chân bên phải nè. Trước mặt mình nè mọi người. Trong nhà vậy. Ui, tiếng chân di chuyển giống boss vậy. Hình tiếng boss người ơi.
Đúng rồi, đang boss trời ơi, làm như thủ thế gì đúng rồi nguyệt. Đi chung qua đây này, đây ngoài đây mới là người nè nguyệt, nãy mình chạy xa xa làm thấy rồi. Từ nguyệt cam đó nha, cam đó nha, nên ba nóc nhà nguyệt nó di chuyển qua đây rồi, nên ba nóc nhà quan sát cho dễ nha. Rồi nghe tiếng chân nè, nghe tiếng chân nè, đây chấm chạy chống nè bạn ơi, nóc là gạt, nóc là gạt, kéo luôn. Còn thằng nữa người, còn thằng nữa. Rồi, à đứng chân mình là đứng chân. Ui, trượt chân, trượt chân. À, ui. Trượt chân mà chết người không ạ? Trượt chân mà bạn cũng chết thôi bạn ơi, lụm bạn luôn. Ui, có chạy qua đây, chạy qua đây. À, rồi, 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 qua luôn, chờ xíu bạn ơi, chờ xíu bạn ơi, tôi qua tới với bạn đây. Rồi, đâu rồi. Ui, nhà bên đây, nhà bên đây. Chờ, 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 chờ lẹ đấy, chờ lẹ đấy. Lên luôn người ơi. Còn có một thằng nữa hả? Một thằng là xong rồi, chạy ngoài nè. Rồi, 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 rồi. Nhị fan, nhị fan tưởng chui ra ra đây làm gì fan? Gạt bạn luôn nè fan ơi. Ủa, đi súng, có đi súng người ơi, có đi súng. À trên nhà thờ rồi, lên luôn, chờ xíu, tôi lên liền. Nếu người hay cho mình xin một like đăng ký kênh, người cảm ơn rất nhiều, mãi yêu ạ. Lên luôn người ơi. Nào tắp xe ca này nè, tắp tắp tắp, ui sấy luôn rồi, sấy này, sấy này. À hình như nó trên 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 chỗ cái nhà thờ người, nó bay lên trên rồi, rồi rồi rồi, biết biết chỗ đó rồi người. Chờ xíu bạn, ở đó đi bạn, chờ xíu. Cứ từ từ, cái gì ai cũng sẽ có phần thôi. Bạn trên đó là bạn ăn đồ đạn no với tôi nè. Ui, có hai thằng đáp dù bên Doraemon cho mọi người. Từ từ rồi, xử lý tụi này thằng này trước cái xuống dưới luôn nha. Cho bạn ăn đồ đạn nè. Ở đâu nè. Ok. Chứ bơm mình dội ở ngoài ta. Làm thêm trái đi người, trái cuối cùng nè. Ở yên trên đó đi bạn ơi. Ở yên trên đó đi bạn ơi. Banh sát. Ui bạn cũng chỗ bơm mình nè. Dưới đây nãy mình thấy hai thằng đắp dù xuống đây nguyên. Ui có tiếng súng kìa. Xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. Chờ xíu, chờ xíu. Không mấy thanh niên hồi sinh dưới đây nè nguyên. Khoái lắm, khoái lắm. Tôi xuống liền, tôi xuống liền. À trên Doraemon, trên Doraemon. Rồi tắp vô chơi luôn, tắp vô chơi luôn. Ui bên nhà kế bên có nữa nè nguyên à. Rồi, rồi, bắt Doraemon trước nha. Chơi Doraemon trước. Ủa nhảy xuống gì vậy? Ủa nhảy xuống rồi, nhảy xuống rồi. Ủa chạy qua kia. Ôi trời, nó qua nó hội tụ với đồng đội đó mọi người ơi. Cha mình hết bơm mọi người ơi. Ê còn chai lửa nè, có thằng núp góc nè mọi người. Hú, lại nó lú cái súng rồi nè. Chạy ra, chạy ra. Ủa chai lửa không trúng hả? Dụ nó chai shop nó chạy ra nha mọi người. Chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Ui, ui, ui. Trời ơi. Thôi được rồi, qua chơi luôn mọi người à. Mấy thằng này phải qua chơi khô máu luôn, chứ mình đứng này mà tao có bơm đâu mà chọi nữa. Một ăn hai cũng ăn bạn ơi. Dưới nhà có nè. Trong phòng có lú cái súng trong đây nè người, vô chơi luôn. Vô bắt thằng này trước nè. Đứng kè người ta mà lú cái súng nè. Dưới còn hai thằng nè, nó một nè. Còn một, còn một nè người, còn một người. Đây đây, đây nè bạn. Người em là dễ, game là dễ, cờ nia luôn, cờ nia luôn. Ôi, có thằng niên nào đạp xe đạp nè. Ôi, ê, ê, ê. Ôi, làm gì, làm gì. Ui bóc đầu luôn kìa, bóc đầu luôn kìa. Chồng chồng chồng. Giờ này còn yêu đời, đạp xe đạp tung tăng với bạn. Xác định bạn rồi. Đạp xe đạp bóc đầu trước mặt tôi nè. Ngu người mà, thanh niên Indo 21 kill mà. Ui da, trận này được nha, trận này được nha. Còn tới 29 thằng nữa người ơi. Đi kiếm kill thôi, đi kiếm kill thôi. Ui ui ui, ai bắn mình vậy? À trong hồ bơi, trong hồ bơi mọi người. Bạn bắn tôi là bạn xác định nữa bạn ơi. Bên chung cư cái chiếc xe mọi người. Từ từ để bắt thằng hồ bơi trước ấy. Xong rồi, chọc ai không chọc, chọc nhầm châu điên rồi bạn ơi. Qua luôn người ạ. Bên hồ bơi nè. Chà mình hết bơm rồi sao mình cong qua được người ạ. Chắc phải bay qua chơi luôn người ạ, chứ mình hết bơm rồi. Xong rồi. Lên lầu nè. Có một tí chân thôi người ạ, một tí chân chơi được, chơi được. Hình như trên lầu 3 đâu người ơi. Lên chơi luôn nha. Thủ rồi, nó thủ rồi, thủ rồi. Chắc nó kêu bên cầu thang ở đây quá mọi người ạ. Rồi, rồi, rồi. Chắc bên cầu thang đối diện mình nè. Để mình cho trái xe bóc nhá nè mọi người. Mình hết bơm rồi nhá nó cho nó chạy ra nha. Ủa, không có kìa. Ui, trên đây, trên đây. Ui trời ơi, nó chui trên đây hồi nào vậy. Mình tưởng nó bên góc cầu thang người ơi. Lỡ kỹ thuật. Để bên kia bên chung cư của ai, một cái chiếc xe ở đó nè. Không ai hết ta. Mình chắc lấy xe đi luôn. Ủa, có tí súng nè, có tí súng nè. Ủa, gì bắn gì vậy, bắn gì vậy, bắn gì vậy. Lên luôn, lên luôn, lên luôn.
trên mọi người, chế độ kìa, chế độ kìa. Đây rồi, có chiếc bơm mà lượm luôn, có bơm mà lượm luôn mọi người ạ. Đang nghèo bơm, kìa đứng chống kìa. Khuất quá, không thấy đường bắn mọi người ơi. Khuất mấy gốc cây à, có nào bắn Ska nhưng mà hệ tư nữa. Không thấy đường bây giờ sao bắn. Ui 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 ui. Có tiếng xe nè, có tiếng xe nè, có tiếng xe chạy qua nè. Một chiếc nè. Ui, hai chiếc luôn hả? Ui, hai chiếc luôn mọi người ơi. Thôi không nên dùng nó vô mọi người. Chúng ta coi tụi bên đây mọi người ơi. Ô tụi nó đang chạy xuống rồi, tụi nó đang chạy xuống. Ô tụi nó đang chạy xuống đây nè mọi người. Rồi xong xong, tụi nó công mình nè mọi người. Ngoài nè, ngoài nè, chạy giống nè. Hai thằng nè. Trời bơm nè bạn ơi, còn thằng nè, còn thằng nè. Ui yếu yếu rồi, hết đạn, từ bạn ơi, xí tụi gầy đây. Gầy đây nè bạn ơi, hai bạn, còn ai nữa không, còn ai nữa không. Mới nóc luôn người ra gẹt luôn. Ô bên cục đá mọi người. Có thằng mới lướt qua cục đá, bạn kệ bạn, bạn lướt qua đó đi, tôi ra tôi gạt luôn, tôi gạt bất chấp lắm bạn ơi. Rồi bạn vô đây, bạn vô đây. Công tôi nè, hổ báo công tôi nè bạn ơi. Dễ nhai tôi lắm. Chạy xuống công mình cầm chiếc bơm chọi đúng không nè, định chọi nhưng mà rớt nè, chưa kịp chọi đúng không nè. Nếu người này giùm xin một like là ký kênh nữa, cảm ơn rất nhiều ạ. Còn lại đi ngoài cục đá mọi người ơi. Ngoài nè, hồi nãy lúc mình chạy ra nó lướt qua mọi người ạ. Từ từ nằm quan sát mọi người ạ, chạy chóng là bạn chết với tôi. Làm bị tụi thằng người có gì bay kịp. Ôi chạy ra kìa, chạy ra kìa. Ôi ôi trời ơi, té má tùm lum luôn người à. Cha, từ từ là bị tụi thằng cái gì bay ngoài đấy chơi nó luôn người ơi. Sao gốc cây nè. Thở ra đi bạn ơi. Ôi, xuống, ra luôn người. Ám sát bao qua chơi luôn người. Còn có thằng gì à, khô máu luôn. Tôi tới đây bạn ơi, tôi chạy luôn. Ôi chạy. Ôi chạy về cục đá, chạy về cục đá rồi, xong xong. Ôi lưu đạn đẩy quá luôn người. Tròn chạy lưu đạn nè. Ôi nó cho lửa, Ôi gì vậy? Đừng cho lửa mình luôn. Ôi chạy, có chị Đa Sa trên người. Này, giọt. Ôi có chị Đa Sa sau lưng mình nữa. Tụi này mới nóc thôi mọi người. Ủa không lẽ là trên tay là Dacia đâu ta? Mới nghe tiếng Dacia trên tay này mọi người à. Để mình đảo thử nha. Đâu rồi fan ơi. Ủa à, đây dưới mọi người, dưới nè. Ủa rồi chạy rồi, xong bạn rồi. Đâu rồi bạn ơi, ô đây, bạn mệt chưa, trốn rồi này, bạn mệt chưa chứ tôi mệt rồi đó bạn ơi, dí cho tới chết thì thôi, rồi đi săn tiếp thôi mọi người, 26 kill rồi, ô chú gì nè, ở đâu vậy, ô thanh niên đâu ra vậy, ô làm gì fan, ô nhảy xuống chơi rồi, bạn thích thì tôi chiều bạn thôi, chạy đâu ra vậy fan. Rồi lấy chiếc bút đi mọi người. Lấy chiếc bút đi ngon hơn. Ôi chết bà, xe nó bốc khói mọi người ơi. Rồi. Rồi đi săn tiếp không mọi người. Ủa đi xe, có đi xe. Ha à, bên đây. À chạy vô nghe hướng nhà bánh mì mọi người. Ui da, bo này còn 11 thằng nữa mọi người ạ. Được, trận này ngon nè mọi người ơi. Vô đây chơi luôn, nó tấp vô đây nè mọi người ạ. Xong mấy bạn rồi. Và đây tiếp chiêu với tôi. Bên nhà anh mày mùi gà. Biết mấy thằng ta, nghe một tiếng chân nè. Mới nghe một tiếng chân thôi mọi người. Rồi nha, phải kê kỹ cho nó mấy thằng nha. Bây giờ mình đẩy giống qua là chết liền, sợ nó hai ba thằng nó núp á mọi người ạ. Phải bình tĩnh nha mọi người ơi. Rồi. Hai tiếng chân nè. Ô tiếng xe nè. Ui dưới cái cây mọi người ạ. Nguyên chiêu quá luôn. Nhìn xuống rồi. Nắp họ nè. Ui bây giờ. Ui yeah. Ui. Thằng nhỏ Mỹ bắn mình được kìa. Thôi từ hiên máu cái. Trời nắp 1 rồi. Từ fan ơi cho tôi hiên máu cái fan ơi. Hai tem mùi ghê. Tem như nhà bánh mì tem khác. Còn tem ở đây mới công vô tem khác nè. Để cái nào đây cho năng lưu đạn mùi. Còn hai trái lưu đạn nè. Phía ngoài nè.
lũ đạn nè bạn ơi. Chết không? Ui không chết nào kìa. Ô lấy xe chạy kìa, lấy xe chạy kìa. Ôi vô 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 vô, người đứng này chóng quá. Vô đây cho lành nha. Mày nó cứu được hết trơn rồi. Ui con nào bay nè, con nào bay nè. Con nào bay qua hướng bên đây nè mọi người. Từ từ. Đây là mình chết thử coi. Đây. Ui nó chui vô cái bồn nước rồi. Ui. Trời, biến yếu. Từ từ, người đi sạc biến, đi sạc biến nhé. Trời ơi, đang có phát biến yếu. Ui. Hên không bắn người ạ. À. Vô pin rồi, vô pin rồi. Lũ thật sự người à, pin yếu quên đi, pin đi. Ui dưới nhà mình có tí chân nè. Ô đang quấn bằng gạt người, xuống luôn, đang quấn bằng gạt nè. Xong. Ui. Trời ơi, gì vậy? Kỳ trời, bữa giờ 27 kill toàn gãy đâu người ạ. À. Vãi thấy hiện pin lên lên pin yếu thấy có điểm rồi. Tuy không được top 1 nhưng mình cũng đã có hết sức rồi người. Nếu người hay cho xin một like và đăng ký kênh, nhớ các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye.